Thì xong hết chưa bộ? Xong rồi, giờ là chịu là mượn bộ lật lại cái là vô bánh phon với vô xích cái là ráp vô á. Hôm nay cũng nhờ anh em đồ cẩu lên rinh xuống không à. Chiều nay tôi mua hai gà nướng đãi anh em nhậu ha. Tôi ơi, chịu chơi bộ. Trời ơi. Rành rành ơi. Có không? Kìa. Gà mũ quá vậy. Thiệt là thiệt cái mũ gì? Mới ra em, mới ra em. Trời ơi, rồi. Rành rành vui rồi. Mới tới anh gặp. Con gà có nhiêu tiền đâu mà cẩu hôm nay chắc cũng lên làm đâu. Chắc cũng giàu á. Thôi có tình nghĩa mà. Dàn chân của anh Danh này xong hết rồi. Nhìn ngay quá. Ở phía mình đó là cái bánh răng. Bánh răng nó nằm chẻ vô cái đường này luôn nè. Nhìn nó ngay văng. Mình mà ráp nó xê dịch chừng 1 2 ly thôi là cái gọng xích của mình đó là nó sẽ bị ăn mòn một bên đó. Ráp này công phu lắm, kỹ lắm. Nó ráp ngay mình chạy nó xích mình nó mới vững hai bên này nè, chạy lâu hơn cũng xích lắm. Rồi chút nữa mình cẩu phụ anh Danh. Mình thì xong hết rồi. Ở bên chân cầu bển cũng có con Hitachi cũng tới xưởng của anh Thắng. Giờ mình anh Thắng anh mượn bà của anh Cọp nè, qua bển rước ảnh qua đây. Ảnh đi lưu bồi xuống. Anh chủ xe không biết anh ở đâu rồi, để điện anh chủ xe lại có ai xuống xe nữa. Thì để tổng để coi một lần cẩu cái dàn chân của anh Danh cái này nè, hai cái này thì mình chia sẻ từ. Cậu tạ rồi mâm nhịp quá nè, đầu có hai quá bự rồi. Phải rồi em ơi, người ta chế cho con người ta ngồi em mà bị bao nhiêu ký như không đứt cái mâm nhỏ không ai đó. Này độ tạ mới được anh ơi. Chết rồi. Thôi đi vô phụ anh Danh gắn xích rồi coi. Chiều nay anh em mình chơi lúc bữa nha. Anh cũng sắp đi rồi đó. Đi chưa? Đi à. Anh sắp xong rồi đó. Sao rồi? Nó bơi quá. Tài xế đi đem mày phá sao luôn hả anh cậu? Xong luôn. Ở đây. Thả trôi kêu nó ra đi. Bậy à, thả trôi luôn cái ai mà vớt à. Đây còn mình nào? Cho tóc đi. kêu cái nó gậy. Kêu lớn cái nó gậy. Gà nó gì kìa. Xuống con bé nè. Không nghe rồi. Câu luôn rồi hắn cặp. Câu luôn. Ừ liêu mạng thiệt. Liêm ơi. Ai trước được. Trời ơi. Pha kiểu mới. Ôi ôi. Đầu máy này xe cuốc đem xuống luôn hả nhìn cọp hả dịu chơi dữ anh để anh cọp đến tắp vô giờ dạ anh không bắt dây gì hết cha vậy hôm ta cho mẹ khúc dây trên phút điện đó mày không cho tao lấy dừng lấy người ta bắt vô để vậy hư cọp á trời ơi đơn giản quá anh cọp cô tụng làm sao tôi cứ làm vậy cho nó rồi đúng cọc con cha đúng sao không ăn điện hả đó thôi lẹ lẹ đi rồi nhẹ chạy quá hả đây mình thấy đó là ít 60/1 giống xe của em Lim Iran luôn á là xe này còn cứng quá thấy màu mới ta bị ghe xưởng thắng làm gì nữa ê cái cây đổ hơi không quá im máy này anh mua cũ anh à tính xe đem xuống này anh chủ xe tài xế xuống rồi mình cũng không biết ai luôn cậu xuống đây bà cậu xuống đây xe nó bật luôn vậy xe nó bật luôn
xe này cái gào bự quá. Anh này coi kênh mình nó vậy biết nè. Quen không? Hả? Chứ coi trên mạng cái gì mà. Kênh mạng biết anh Thắng mà. Xe này gầu mới ghê thật á. Mới khỏi xuống lại luôn đi. Ừ. Đấy, quay lại chỗ ông nội nó cột xuống giờ. Ừ. Xe này cái màu nước sơn xuống rồi ha. Mà cái máy còn bốc quá. Cho nó biết em ta. Chắc câu trên mạng em ơi. Xe không có khối nha. Hả? Ta mượn bà nhờ mà xuống vậy được rồi. Ê, qua đây. Rồi. Lẻ không? Ê Lim, xe này giống xe em không Lim? Giống. Iran không? Iran. Như kinh không? Iran. Tính là ta biết em đâu. Mới hỏi thăm sức khỏe rồi đó. Rồi, ngon lành rồi đó. Cái này hư hao gì lại đây trời. Nước không mà chạy không vậy? Bình thường luôn hả? Chạy nãy giờ 2-3 phút rồi mà còn ấm ta, máy Nhật mà. Lim cùng đời xe phái về ngồi nói chuyện hoài nè, giao lưu dữ à. Lên nước luôn cặp ơi. Trời ơi, lỗi rồi. Quá trời xe liền lạc ghê ha. Rần luôn rồi. Bà mình bên kia mới sơn xong, giờ đưa cho mát lại rồi. Bữa nay cũng mừng quá. Mừng là không có mưa. Sao dự báo thời tiết giấc này mưa sao chưa? Rồi lên luôn. Ông dạo lại xa lên, ông dạo lại xa lên. Cắt cái đầu cao quá. Ông dạo lại xa lên. Bãi này chặt cứng luôn à. Ê, coi chừng chân vịt ngang anh ơi. Lên luôn. Lên luôn, để dạo lên luôn. Lên luôn. Rồi, trời ơi. Mày có cầu đỡ. Máy mình để bảnh hơi thất thế rồi. Anh chủ xe anh đang thử vài động tác. Xe anh này cũng hơi bị bệnh. Bệnh chắc cũng đang tìm nguyên nhân. Nguyên nhân bệnh nó vậy là nó bị Lim nãy hay quá. Xe này bị lỉa hết giò. Lỉa hết giò là bò. Cái giò nó lúc được lúc không á. Giò mạnh còn giò yếu. Anh đang thử.
thử xem coi làm sao rồi cái nghe anh chủ xe anh chia sẻ thì anh sử dụng được 2 năm rồi. Đó lẹ. Hình như là cái chân bên đây mạnh nè, còn chân đây yếu nè. Của em là giá tí, chân chạy với con, chân chạy ngay cho con à. Đó, chân bên đây yếu. Và bò chút ruột xích luôn quá. Vậy là cái chân bên đây nó bị đứng không rồi? Đâu rồi? Nãy em nghe cái đụng mà. À. Vậy hả? Rồi. Vậy nãy giờ anh đẩy 2 giò chạy vu vu luôn, giò kia không chạy. Nó bò 2 giò đó. Đó, giò kia nó không chạy. À. Ủa rồi sao nãy anh bò xuống xe được hay vậy? Rồi. Rồi bên kia anh chở qua nó chạy được không anh? Hả? Bên kia anh chở qua rồi xích kia chạy không? Chạy. Chạy hả? Rồi. Giống như là chiếc xe tải mình vậy đó, chạy dọn đây nặng cái là dọn kia đứng lại, dọn đây nhẹ là chạy. À rồi. Rồi. Dọn kia nặng là nó đứng lại, dọn nhẹ chạy nhiều hơn. À rồi hiểu rồi. Anh chở qua đây vẫn chạy bình thường. Rồi, giờ anh chở lên nè. Đi ào ào. Rồi, nó vậy là trường hợp này nó bị dồn nhớt rồi. Rồi. À rồi, bên đây thì vậy là cái giò bên đây bị liệt bên.